Xin chào các bạn nha, hôm qua là nhà mình đi bắt cua vào ban đêm. Đấy. Và kết quả của chuyến đi ngày hôm qua. Đấy. Cua rất là nhiều. Thời tiết này trời mưa nên là cua đi kiếm ăn rất nhiều. Đấy. Vợ mình đang thịt cua để nấu món miến riêu cua. Muốn riêu cua. Cua sẽ được làm như thế này. Bóc mang. Phần thân sẽ giã ra để lấy nước lọc. Quần đồng nhìn chắc lắm. Con ngồi đây. Mày đi em bỏ đấy. Làm cua này phải cực kỳ là khéo léo, bởi vì là nếu như không khéo thì cua sẽ dùng càng cắp rất là đau. Nhất là loại cua đồng này. Cua đồng này có cái càng cua rất là cứng. Khi mà bị cắp thì có thể là chảy máu. $820 một cân, có ai mua không? Đăng lên. Hiện nay thì trên thị trường thì các loại cua thì một cân cua là khoảng tầm 160.000. Chỗ này là hơn 2 cân cua. Vậy hôm nay nhà mình ăn hết chưa kể tiền tiền miến. Cối này hơi bé mẹ Giang ạ. Loại bằng đấy thì giả cả chứ. Vâng, giả cả. Mì mà có xài bộ cả ngáo mà đâu mà xài. Bin ơi, Bin thích ăn cua không con? Có. Có à. Hôm nay bố sẽ nấu miến riêu cua cho Bin ăn nhá. Bin chào các bác đi. Bin chào các bác. À, chúc các bác một ngày vui vẻ. Nói đi con. Đây là một con cua cái. Bởi vì là con cua cái thì hai cái càng của nó sẽ đều nhau và nhỏ hơn. Đây, con cua cái này lắm trứng này. Đâu? Đây, trứng này. Cua được. Mấy mái là nó có cái này để khi mà nó có trứng là nó sẽ ở trong này này, cái đàn con ở trong này này. Đấy, à bị cua cắp rồi. Cua được là những con như thế này. Chết rồi. Cua được là những con như thế này. Càng, hai càng của nó có chênh lệch nhau. Ôi, bà bị chảy máu. Ừ, bà không khéo không rồi.
Chảy nhẹ quá, chảy nhưng mà giá cua thì có đến mai.